chỗ này khó không anh? Không biết, chưa đi được này. À, con giáp bên này nè. Sao mình đi nó xa vậy? Anh phải đang muốn đi đi, đi vòng ra đó nha. Đá nãy đập đầu đá bay có đón chết rồi. Đói quá rồi, nó loạn trọn. Là vào gần thì không được kéo củi. Không được nói từ lại. Xe em không có đèn. Đèn đâu đầu hả? Được, quá ngon. Tuyệt vời. Không có đèn không thấy đường chạy mà em bị cận nữa. Không để đồ anh đâu luôn. Ok. Ổn ổn. Từ từ, ông nội kia đâu có đèn đâu. Ông bà tơ. Ôi trời em anh ơi, gì ghê vậy? Trời em anh ơi. Tôi không thấy gì chạy luôn á anh em. Thiệt luôn á, cái đèn nó le lói. Tôi chỉ biết là nó phải là cái dốc hay là cái đường bằng thôi á. Chỉ biết vậy thôi á. Không thấy gì để chạy luôn á. Nhưng vẫn có thể bắt đầu nha, để bắt đầu thử nè. Cái đèn á hồi nãy bị đá nhả vô trong cái cây lớn á, xong cái nó khựi hai cái đèn mình lên luôn. Giờ hai cái đèn mình nó toàn ten. Bây giờ bật lên là nó chói nè đó, bật lên là nó chỉa mặt, nó chỉa thẳng lên mặt mình luôn. Chết mẹ cái dốc. Ui, cục đá lớn. Giáp nè. Ừ, rồi giờ sao? Trong giáp bên này nè. Má sao mình đi nó xa vậy? Ừ, mình đi ngược lại cái ngã ba lớn thật lớn đúng không? Mình đi ngược lại nè, phải đi hướng kia cũng. Đúng, anh đang muốn đi vòng ra đó nha. Đúng rồi. Sao không đưa đây em dẫn cho? Em có giấy đỡ điện thoại nè. Nè, em có map nè, phải cái này không? Giữ rồi. Cầm vô chưa? Ok không? Chào vô ông Liêm. Bất lái.
phun thẳng vô đó luôn. Má ơi, có sao không anh? Người có sao không? Cái này nó bị rút ra. Cá nãy đập đầu vô cục đá bay có đón chết à. Má ghê vậy. Rút ra bay vẫn luôn. Lên cái bánh trước, lên trước đi. Còn không may lùi lại kéo lùi lại luôn. Má chừng đầu quá. Từ từ bình tĩnh. Từ từ. Rút ra bay. Má thấy nó lỡ bay xuống đây luôn. Đã bốt. Xuống phụ cái. Anh giúp cho em đi trong á. Thôi anh. Ừ anh giữ xe đi, giữ xe. Từ từ. Ừ. Còn số không? Từ từ. Còn số từ từ. Đây em nhả số. Số em sao đâu anh? Lại đi. Kéo nữa, 2, 3. Kéo đi. Này nữa. Đi nữa. Đang giữ. Giữ giùm nha. Đang giữ. Tới đây cướp ra. Cướp ra bay lên được. Má thấy nó bay. Đã luôn. Rồi lên đi giờ cho. Má té đập tự vô đá cái bóp. Má không có cái nón là đụng quá. Đó ơi, xe anh dễ ngã lắm á. Không có thiệt á. Ông má té đập đầu rớt một cái rồi. Đã đang chạy nhanh mà ông Liêm ông thắng cái chỗ đó đó. Xong cái mất đạn. Em thấy mà, em ứng sau anh lần cái anh cái ai. Thắng cái bập tay ra mà nó tuột đằng sau á. Nó dặn ra. Ông miếng đi cho nó bó bụng quá. Tối quá đồ nó loạn choạng luôn. Hồi nãy anh Dương mới đổi chạy xíu kìa. Mặt con Phú ơi. Cái con này vậy chậm có được. Con này phải hóng được. Chỗ này khó không anh? Không biết, chưa đi đường này. À. Cố lên anh ơi. Tí nữa thôi.
trượt quá. Má không thấy cái gì để chạy luôn á. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Không, anh bị rén rồi đó, anh bị hết mana rồi đó. Chứ cái đó em toàn thả xuống trực tiếp, em đứng lên em thả xuống không à. Anh đứng lên trên xe là mọi thứ nó đơn giản liền à. Đứng mình đạp qua nè, đạp bên kia nó không té. Đúng rồi, đứng em cảm thấy mất chớn là em phóng khỏi xe luôn. Chứ còn ngồi em không chủ động được. Cảm ơn anh hỗ trợ mấy pha nha. Bình thường em đi hỗ trợ người ta không à, nay được người hỗ trợ đi sướng thì chứ. Mọi người nhớ là lấy củi không được kéo nha. Mọi người lát là, không lát kéo củi hả? Ủa sao vậy? Nói chung dù không rừng sâu là không được kéo củi, dù rác không nổi thì chặt ra ở bên vai, không kéo kiểu. Kéo cấm kỵ kéo dưới đất. Là vào gần thì không được kéo củi. Dạ, không được nói từ lạc. Không được nói từ lạc. Đang đi nói từ lạc là không được. À. Đếm người. Em đếm hoài. Không biết anh em sao chứ em đếm hoài luôn. Em đếm rồi em kêu tên lộn lum la đó. Được, em đi với anh Hoàng Đặng. Ông kia ông kéo củi ra tối về sáng không sâu dậy mắt như bên đa nó đâu sao ngủ đâu. Yeah, yeah. Cả nếu kéo củi là sao? Là không có lôi củi đi á. Không có lôi. Không có lôi dưới đất á. À, mình nắm tay à. Là mình bắt á. Đâu quẹt đâu rồi chưa? Quẹt đâu em nấu cầm. Đây cảm giác sao anh? Hơi phê. Hơi phê đúng không? Nhưng mà cái đâm ba cái đùi lần đầu tiên đi đúng không? Khá là bên Gia Bắc này qua phê thiệt chứ. Phê hơn tất cả những chỗ khác luôn hả? Ừ. Mấy bên kia dễ mà. Bên kia nữa. Trộn trộn em cái luôn. Ấy ấy ấy. Trời uống mấy mấy ngụm rượu mặt đỏ hết trơn rồi thấy không, mặt đỏ nhiều lắm, nhiều lắm. Ôi trời rượu nặng quá, mình đô trong bô một lon là lên đường à. Rồi thôi ngủ nha, bây giờ là khoảng 10:30, anh em mình ngủ tới 6 giờ dậy là đủ 8 tiếng rồi. 8 tiếng dậy là mình nghĩ là chắc phục hồi hết 100% rồi, xỉn, đang xỉn. Không điều khiển được ngôn từ. Ok, hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai nha. Bye bye. Mệt quá.